vận động viên Mỹ bị đề nghị trả huy chương đồng Olympic Paris vì 4 giây định mệnh. Vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Jordan Chins bị đề nghị trả lại tấm huy chương đồng nội dung biểu diễn trên sàn sau khi đội của cô bị quá thời hạn khiếu nại 4 giây. Jordan Chins là người thi đấu cuối cùng của nội dung thể dục biểu diễn trên sàn hôm 5 tháng 8. Cô được chấm 13,666 điểm, xếp thứ 5, đứng sau người đang xếp thứ 3 lúc đó là Ana Babosu của Romania, 13,7 điểm. Khi Ana Babosu đang vui mừng vì đủ điểm giành huy chương đồng Olympic Paris, đội thể dục dụng cụ Mỹ khiếu nại vì cho rằng các trọng tài đã chấm nhầm điểm độ khó của Chins là 5,8 trong khi cô đăng ký 5,9. Trọng tài chấp nhận khiếu nại của đội Mỹ, chấm lại điểm của Jordan Chins từ 13,666 lên 13,766. Vì thế vận động viên Mỹ được trao huy chương đồng còn Ana Babosu xuống thứ 4. Đội thể dục dụng cụ Romania phản đối nhưng bất thành và Ana Babosu được trông thấy khóc nức nở khi tuột mất huy chương đồng theo cách không ngờ. Một ngày sau, Thủ tướng Romania tuyên bố không dự lễ bế mạc Olympic Paris vì ồn ào này. Tuy nhiên sau đó Ủy ban Olympic Romania, CERS, gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao, CAS, việc đội Mỹ đã khiếu nại quá thời hạn cho phép khi mất 1 phút 4 giây thay vì quy định 1 phút từ lúc trọng tài công bố kết quả. Hôm 10 tháng 8, CAS chấp thuận vụ kiện của CERS và đề nghị Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Thế giới, FIG, sắp xếp lại thứ tự của các vận động viên này. Theo đó, điểm của Jordan Chins trở lại là 13,666, kém hai vận động viên của Romania là Ana Babosu và Sabrina Manekavone, cùng 13,7 điểm. Ana Babosu được huy chương đồng vì đạt điểm thực hiện cao hơn đồng đội Sabrina. Chiều ngày 11 tháng 8, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC thuận theo quyết định của CAS ra thông báo về việc phân bổ lại huy chương đồng cho Ana Babosu, đề nghị vận động viên Mỹ trả lại huy chương. Ủy ban Olympic Mỹ ra tuyên bố sẽ kháng cáo. Jordan Chins chưa lên tiếng về phán quyết của CAS nhưng chia sẻ ẩn ý trên Instagram Story hôm 10 tháng 8 rằng dành thời gian này nghỉ ngơi và rời xa mạng xã hội vì sức khỏe tinh thần. Ngoài huy chương vàng đồng đội nữ tại Paris 2024, nữ vận động viên sinh năm 2001 cùng tuyển Mỹ giành huy chương bạc nội dung này tại Tokyo 2020. Trong khi đó, Ana Babosu mới 18 tuổi và lần đầu dự Olympic. 2020 là năm rực rỡ của nữ vận động viên người Romania khi cô vô địch châu Âu các giải thể dục dụng cụ dành cho lứa tuổi trẻ các nội dung đồng đội, cá nhân toàn năng, nhảy chống, biểu diễn tự do, xà lệch và cầu thăng bằng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.